Chào các bạn, thì hôm nay Dũng lại giới thiệu với anh em cái cặp kính áp tròng nhìn xuyên bài lá anh em nhá, để hỗ trợ anh em đi chơi chiến thắng tuyệt đối các dòng sới lớn nhỏ. Thì kính thì anh em phải lưu ý là phải đi theo bài nhà tôi anh em nhá. Thì tất cả các loại mẫu bài ở tất cả các vùng miền địa phương thì tôi sẽ nhà tôi đều cung cấp hết anh em nhá. Bài nhà tôi là mua về quán tạp hóa về xử lý qua công nghệ nhìn xuyên bài nên nó y chang 100% cái loại bài bình thường. Thì từ những mẫu bài phổ thông như đáp bồ ca, cương xanh, cương đỏ, rồng vàng, rồng đỏ, bài đô la, bài táo, bài ớt anh em nha, nhà tôi được cung cấp hết để anh em đi chơi, khẳng định với anh em là anh em chiến thắng tất cả các sòng sới lớn nhỏ, rồng vàng, rồng đỏ anh em nha, bài ớt, bài táo. Anh em vùng miền địa phương nào chơi cái mẫu bài gì alo 0984804499. Thì trên tay tôi đây là cái cặp kính áp tròng nhìn xuyên bài lá của cái nước này, nước Mỹ anh em nha. Cái cặp kính này ạ, anh em đã từng chơi bài lá đam mê về kiếp đỏ đen cờ bạc bịp thì em không xa lạ đấy, cặp kính áp tròng nhìn xuyên bài. Những cái kính của năm nay nó đột phá công nghệ, thứ nhất là cực kỳ là mỏng, nó chỉ 0,01 mm, rất đeo rất là êm, rất là mượt, không có hiện tượng nhức mắt, đau mắt hay có ảnh hưởng đến sức khỏe anh em nhá. Khi em đeo kính này vào là anh em nhìn xuyên tất cả bài lá. Thì bây giờ sẽ kiểm chứng cho anh em và sau đó tôi hướng dẫn chi tiết hơn về sản phẩm em này. Tôi sẽ đưa cái cặp kính thử vào cái mắt camera anh em nhá. Khi em đeo kính thật vào thì khẳng định em nó nét được rất là nhiều. Thì anh em đeo kính anh em đọc được cả chất anh em này. Đây là bộ bài 2K xanh anh em này. Đây là con 8 anh em này, nhìn rất là rõ anh em nhá. Không thể sai được. Đây là con 6 bích này anh em này. Đấy, rất là rõ nét anh em nhá. 2 bích này, không thể sai được anh em này. Đây con 5 này. Đấy, nhìn ngược nhìn xuôi vẫn là con 5. Đây con quy rô này anh em nhá. 7 là 7 cơ này, không thể sai được rồi. 5 tép này, anh em này, tôi cháo ngẫu nhiên cho anh em xem. Đánh như đánh bài ngửa, đánh ngửa trăm trận trăm thắng, biết địch biết ta anh em này. Đây có 3 tép này. Đấy, rất là rõ. Dấu cộng này là con 10, chữ thập là con 10 anh em nhá. Đấy, em thấy rất là led này. Ở đây con 3 tép này, không thể 3 bích này, 5 bích này. 7 cơ này, 7 rô này. 9 này là 9 cơ này, móc chìa khóa là con 9 anh em nhá. Rất là rõ led. 8 bích này, không thể sai được này. Chữ A là con át, át bích anh em nhá. Đây con 2 cơ này, anh em nhá, rất là rõ này. 10 bích này, anh em này không thể sai được rồi. 4 bích này. Đấy. Thì em phải lưu cho tôi, nhà tôi là đại lý phân phối cho nên giá cả rất là phải chăng. Anh em alo 0984804499 để được tư vấn miễn phí cái sản phẩm này. Các loại nước khác nhau đều nhà tôi được phân phối Mỹ, Nhật, Hàn anh em nhá. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn với cho anh em xem một cái mẫu gọi là mẫu kính giá rẻ, nó chỉ 1x triệu đây anh em này. Đây này, anh em nhá, đây cặp kính này cũng rất là chất lượng anh em đeo vào này. Đây là một cái bộ để anh em là đeo kính anh em nhá. Đấy, có một cái gắp kính này anh em, dung dịch bảo quản kính anh em nhá. Đồ chơi rất là chuẩn chỉ luôn, anh em đi chơi khẳng định với em là anh em ăn được tiền, không mở sợ thua tha. Thì cái cặp kính này ạ, có cái tác dụng để khi em đeo vào nó sẽ là hỗ trợ anh em nhìn xuyên bài lá anh em này. Bài phải là bài nhà tôi nhá. Nhiều anh em thắc mắc chưa xem kỹ clip để hỏi tôi là anh ơi thì cái loại bài nào nhìn được à? Nếu mà cái loại bài nào mà cũng nhìn được từ cái cặp kính đấy thì khẳng định anh em 1 tỷ cũng có người mua anh em nhá. Không, ngoài cái video này không phải là cái video giới thiệu sản phẩm mà tôi sẽ chi tiết cho anh em biết là cách đeo kính ra làm sao. Nhờ anh em này xem cái clip thì chưa được thầy thợ người ta hướng dẫn cách đeo kính thì tôi hướng dẫn cách đeo kính này. Anh em đã biết rồi, các chị em phụ nữ người ta đeo cái cặp kính thời trang người ta đeo rất là dễ. Thì vậy anh em này. Đấy, một bộ kính nó sẽ có hai mắt anh em nhá. Đấy, hai mắt anh em này. Đấy, anh em cho đầu ngón tay, tự anh em có thể đeo được, không nhất thiết anh em phải nhờ người đeo anh em này. Nó chỉ mỏng 0,01 mm thôi anh em nhá, rất là mỏng anh em này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Siêu mỏng luôn. Thì cái màu tím này nhiều anh em thắc mắc bảo anh ơi sao lại màu tím, thì cái màu tím này là đúng cái con người mắt của anh em luôn anh em nhá. Nên anh em không yên tâm là sợ bị phát hiện ra hay có cái dấu hiệu gì anh em này. Cách đeo kính ra làm sao, một tay anh em cho lên đến mắt, anh em chỉ cần dương mắt anh em ra, anh em đẩy thẳng vào, anh em nhìn thẳng vào kính này sẽ ăn đúng cái con người mắt của anh em, rất là dễ sử dụng. Không đeo anh em lại cất đi anh em này, anh em lại cho kính vào mắt anh em này, rất là dễ anh em này. Khi mình đeo một cặp kính này mình chỉ mất khoảng hai bên, mất khoảng tầm nửa phút thôi. Khi mình luôn được bộ bài hàng vào rồi thì người ta đang chơi thì anh em có thể ra nhà vệ sinh tranh thủ anh em đeo một chút anh em này. Thì đã được đánh như đánh bài ngửa rồi thì anh em chơi tất cả các bộ môn gì anh em chiến thắng, ví dụ đánh liêng ở miền Bắc anh em biết bài người ta quy gác rồi, không có lý do gì 2, 3, 4 anh em không bỏ. Hay anh em đánh sâm đánh phẩm anh em biết người ta chờ con gì thì rất là dễ đánh. Hay miền Nam, tiến đến miền Nam binh sập sám, binh Ấn Độ, ngầu hầm, năm lá đều chơi rất là dễ. Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em bộ bài, đó là bài kim cương đỏ anh em nha. Cái bài kim cương đỏ là cái mẫu bài cũng rất là phổ thông ở nhiều anh em vùng miền địa phương anh em chơi anh em này. Đấy, anh em này đọc được cả chất luôn anh em nha. Đây tôi sẽ để rất gần cho anh em này. Đây con di anh em này, 6 góc đều là con di anh em nha. Đấy, di tép này. Đây con quy tép anh em này, nhìn rất là rõ anh em nha. Đấy, quy tép này, ca tép này, đọc chất này, cái hình tròn tròn này nó là hiển thị chất tép. Đây bốn con ca bốn góc anh em này, nhìn rất là rõ anh em. Đây tôi để rất là rõ anh em nha, rất là chi tiết này. Đấy, đây là con 10 này anh em này, chữ dấu thập là con 10 cơ này. Đấy, ca rô này, à ca cơ này,
di cơ này không thể sai được em này, quy cơ này anh em nhá, sáu cơ này tôi sẽ cháo tiếp đây, con át này, chữ A con át này anh em này, đấy, át rô này, tiếp tục anh em này, anh em đeo kính thật vào nó lét gấp đôi, đây chỉ kính thử qua camera thôi anh em nhá, đây con bảy này rất là rõ này, hai bích này đọc cả chất anh em nhá, 10 bích này, 4 bích này em nhìn rất là rõ này, như thế này em không đánh được, không có gì em đánh được này, 5 này rất là rõ, 5 cơ này, chữ A này con át này rất là nét anh em nhá, tiếp tục con át này, con 2 này, con 3 này rất là dễ này, 4 tép này, 10 này không thể sai được anh em thấy không, tôi kiểm chứng cho anh em biết là anh em đi chơi khẳng định hiệu quả 100%, thì các loại bài ở từng vùng miền địa phương nhà tôi đều cung cấp anh em. Anh em alo 0984804949 để tư vấn miễn phí về cái sản phẩm. Thì ngoài cái cặp kính ra anh em có thể đánh như là anh em có thể là dùng ví đổi bài, áo đổi bài hay là cao cấp hơn nữa đánh máy đánh bài. Nhưng cái cặp kính này giá rất là giá sinh viên thôi, để ba vùng miền Bắc Trung Nam, từ các bác xe ôm đến những em sinh viên, học sinh hay là những thầy thợ già đeo cặp kính này cũng rất là trải nghiệm, rất là thích, anh em rất là chuẩn. Ở cái độ chuẩn rất là cao. Và thứ hai đó là cái phiếu bảo hành là đổi mới 1 tháng và bảo hành miễn phí 1 năm anh em nhá. Bán hàng uy tín trách nhiệm, lên từ hàng trực tiếp lên bến xe Mỹ Đình Hà Nội hoặc bến xe đâu Sài Gòn. Cơ sở tôi là đối diện cổng bến rồi để anh em rất thuận tiện đi lại. Còn anh em ở xa tôi sẽ gửi đường bưu điện, đường xe đò, xe khách cho anh em nhận hàng, thử hàng, kiểm tra hàng, đúng hàng sẽ thanh toán. Hoặc là tôi muốn gửi nhanh ở các tỉnh thì tôi sẽ gửi cho anh em theo đường xe khách, xe ca thì tôi sẽ gửi cho anh em, anh em khoảng 2 tiếng đồng hồ là anh em nhận được em nhá. Em đi cho tôi, khi em đánh bài mà biết trước bài người ta như đánh bài ngửa, như anh em chia như thế rồi thì em không thể thua tha được. Đánh úp như đánh ngửa, ví dụ tôi ví dụ cho anh em để anh em hiểu rằng một điều là anh em chiến thắng bằng cách hình thức gì. Thì ví dụ người ta đánh như miền Bắc người ta chia như chia ngửa thế này thì làm sao anh em thua được đúng không? Chia đến đâu là anh em nhìn được bài làng đến đấy thì làm sao anh em thua được. Bây giờ tôi chia ngẫu như thế này. Thì ví dụ khi chia anh em biết đây 8 nút thì đây 6 nút anh em vào thì thắng tuyệt đối. Anh em chia úp lại em cũng có thể đọc được cái mặt lưng này rồi là nó là con gì, đánh đối phương người ta đang chờ con gì, sáng như đêm trăng rằm anh em nhá. Giá cả thì phải chăng vì nhà tôi đại lý phân phối lớn. Đi mua hàng là có bảo hành, có trách nhiệm cho anh em nên em không bao sợ thua tha. Nhà tôi bán tất cả đồ cờ bịp, máy đánh bài, kính áp tròng, bầu cua tài xỉu, hack game, dạy bài tay không. Thì đây là cái cặp kính Mỹ anh em nha, cái kính Mỹ này ạ là cái độ mỏng, nó rất là mỏng, đeo rất là êm, rất là mượt anh em này. Đeo vào không sợ nhức mắt, không có tác dụng phụ, đeo vào sáng nhìn rõ nét luôn. Cái màu tím nó ăn đúng cái con người mắt của anh em. Khi em mua hàng tôi sẽ gửi cho anh em kèm một cái clip hướng dẫn để cách đeo kính, cách sử dụng, cách bảo quản kính anh em, để kính được lâu dài nhất, để khẳng định anh em đi chơi chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi. Và đây là một cái lọ dung dịch bảo quản kính anh em nhá, khẳng định anh em đi. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy bài bịp CVK Việt Nam làm một cái video để giới thiệu để các bạn cái dòng máy đánh bài mới ra mắt của hãng. Đầu tiên tôi giới thiệu các bạn con máy đánh bài CAC 700, đấy, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 này. CVK 900 được ngụy trang là một chiếc iPhone 13 này, rất là đẹp luôn. Đấy, thiết kế cực đẹp luôn. iPhone 13 Pro nhé. Và CVK 680S. Đấy. Ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 này. Và một con máy đánh bài cũng CVK được ngụy trang là một chiếc Samsung. Tôi sẽ đi vào tôi test cho các bạn cái tốc độ báo bài của từng con máy xem như nào nhé. Đầu tiên, tôi sẽ test cho các bạn con máy đánh bài CAC 700 này. Tôi sẽ chơi một liêu nhé. Cái máy này thì chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam như ba cây, liêng, sâm phẩm, chẵn ngoài Bắc này. Đấy, trên trong miền Nam thì bài cào, bình sập sám, biến độ, gờ hờ ngâm lá, bình. Thế đây là cái giao diện của máy này. Đấy, giao diện iPhone. Mỗi một cái máy này nó sẽ có cái mật khẩu riêng để các bạn vào đăng nhập vào. Đấy, trò chơi rất trong này. Tôi sẽ đánh các bạn môn liêng để các bạn thấy được tốc độ báo bài. Có bạn muốn xem cái chi tiết về máy hơn, về gần quay gần hơn thì tôi sẽ gửi qua Zalo cho. Về hình ảnh máy cũng như là về cái video chi tiết hơn. Đây tôi test nó sẽ hơi xa thì các bạn sẽ hơi khó nhìn một tí. Tôi chơi môn liêng mà tôi để là 4 người chơi. Đây cho bạn xem tốc độ báo bài của nó này. Đây. Cái chiều camera của nó là các bạn đặt cái này nhá. Đây tôi sẽ đọc quay lại cái chiều camera để một quay vào bài. Đây. Đấy. Cắt đi này. Đấy. Rất nhanh luôn. 4 người chơi. Máy báo 4. Đây một liêng nhá. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 à đây, 1 2 3 4 này. Đây 4 số 4 này, 9 điểm này.
đấy, báo là chuẩn xác 100%, không có chuyện sai được nhá. Riêng máy báo là chỉ có chuẩn xác 100% thôi. Đấy, những nhà còn lại là không qua được 9 điểm. Đấy. Đây. Đây tôi sẽ tăng nguồn ở chơi lên, tôi test các bạn này. Đấy, các bạn bấm tăng là các bạn bấm lượng âm lượng. Bài để ngang dọc không quan trọng thì 1, 2, 3, 4, 5 này. Máy 33 là chắc chắn nó 3 lớn nhất rồi. Đấy, 1, 2, 3, 3 là 9 điểm này. Đấy. Những nhà còn lại không qua rồi. Bây tôi sẽ chuyển sang môn bài binh sáu lá của miền Nam, hay còn gọi là binh Ấn Độ. Test các bạn cái máy bài CAC 700 này. Các bạn chuyển môn chơi thì mất khoảng tầm 3 giây thôi. Đây, tôi sẽ để chế độ là 4 người chơi và bạn vất báo một nhà lớn nhất nhé. Đây. Đặt này, đặt tờ báo này. Cắt này. Đấy. Bình Ấn Độ này. Máy 34 là 4 lớn nhất. Đấy, 98 luôn rồi này. Đây. 98 này. Đấy. Đây là binh Ấn Độ hay còn gọi là ba cái đôi đấy. Những nhà còn lại chắc chắn là không thể qua ở nhà này rồi. Đấy, 98 là ok rồi. Một điều chắc chắn là không thể qua được. Đấy, tôi sẽ test qua các bạn như thế từng cái dòng máy để các bạn thấy được hiệu quả của nó nhé. Tiếp theo là tôi sẽ test đến con máy CVK 900. Đây, iPhone 13 Pro Max. Tôi sẽ test cái môn liêng nhé. Khi các bạn chơi thì nó sẽ có một cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ. Thì đây, đây là cái tai nghe của nó này. Đây, máy ra. Đây. Đây là cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ này. Cho các bạn xem này, nó sẽ báo cái tai nghe này. Đấy. Rất là nhỏ luôn, các bạn cho vào trong sâu tai luôn. Đây, đi đến tốc độ báo bài con máy bài CVK 900. Tôi để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất môn bài liêng. Nhà số 3 sẽ là nhà lớn nhất. 1, 2, 3 các bạn nhìn này, nhà 39 điểm rồi này. Đây. Đấy, báo rất nhanh luôn nha. Đây là con máy bài CVK 900 này, các bạn thấy tốc độ của bài nó rất là ok luôn. Tiếp theo là con máy bài CVK 680S. Đây, đây là con máy bài CVK 680S này, được ngụy trang trên là một chiếc iPhone 8. Về giao diện